Rồi, hello anh em. Thì hôm nay chắc anh em sẽ thích ha. Chắc chắn anh em sẽ thích. Bởi vì số tiền 50 mấy triệu, cụ thể là 57 triệu thì anh em chỉ có mua được R15 hoặc là những con xe khác thôi. Nhưng mà hôm nay xe này là trước gốc của mình. Rồi thằng em nó lên 650, nó để lại cho mình thì để giá cũng là khá rẻ, thì mình bán cho anh em rẻ. Này là CBR250RR 57 triệu. Tình trạng xe hoàn hảo nha anh em. Anh em đừng nghĩ là xe rẻ là sẽ không ngon. Thì xe này mình bán mình bảo hành cho anh em máy móc 3 tháng chạy thoải mái luôn nha anh em. Lỗi gì bên mình sửa miễn phí cho anh em. Thì con này quay qua đây. Con này mình mua từ chủ nha anh em. Hiện tại là chưa có ủy quyền lần nào hết, chỉ chủ ủy quyền qua cho mình thôi. Thì con này á do nó rẻ á, bởi vì á chủ xe độ cái đầu đèn 500 mắt quá mắc, và khi mà độ lên thì nó không có còn bát zin nữa nè. Nó chỉ còn zin từ đây nha, từ cái đồng hồ ra tới đây. Còn từ đây là người ta đã chế lên cái đầu 500 rồi. Mua cái đầu 500 mấy chục triệu á. Nhưng mà chế lên thì nó sẽ không có còn cái đầu zin, nhưng mà cũng rất là đẹp. Đây quay cho anh em xem. Em quay hết cái dàn đầu cho anh em xem. Đó. Rồi. Xe này cụ thể là mình bán thì rẻ là cũng không có dở đâu nha anh em. Đó, xi nhan nè, xi nhan bên phải nè. Bên trái nè. Đó, bên trái. Rồi. Rồi, bây giờ cho anh em nghe tiếng bô, giờ cũng cả biết quay gì. Bô xin là chủ xe bán luôn nha anh em, còn bô độ thôi nha. Rồi, quay qua đây ba chế độ lái. Ba chế độ lái nè, comfort nè, sport nè, sport cộng nè nha anh em. Đó, độ đầy đủ ba chế độ lái nha, không có lỗi nha, ga điện nè. Xe này đã thay nhớt hay nước mát rồi anh em. Vivu thay nhớt hay nước mát đầy đủ, là anh em chỉ có Vivu thôi nha. Và xe này mình đã kiểm tra máy móc rồi hết rồi cho anh em, vệ sinh rồi thay sân cam. Tại con này đi là 29.900 mấy cây rồi, 29.000 mấy trăm cây rồi anh em. Thì bắt buộc là mình phải vệ sinh đồ này nọ, vệ sinh họng nạp kim phun đúng không em, kim phun họng nạp rồi thay sân cam đúng không, thay cộng sân cam. Đó là làm kiểm tra hết cho anh em. Anh em nào thích thì cứ liên hệ mình nha. Anh em con này trải nghiệm rất là ok anh em. Bây giờ 57 triệu mà trải nghiệm một con 250. Anh em bán mình vẫn quay đầu nha. Tại con này lúc đầu mình mua về là mình định làm một cái phiên bản gọi là trường đua. Là mình làm với một cái bản tem Repsol luôn. Rồi ở đây cái bô đúc lên đây luôn, bỏ biển số luôn. Rồi mình chưng ở dưới nhà, ở dưới Phan Thiết á, là mình chưng dưới đó để cho đẹp. Mà thấy nó còn ngon quá, để cho anh em đi thời gian qua. Mình bán ở đây, bán gần thôi nha anh em, bán gần anh em, để sau này anh em up CC hay anh em quay đầu á thì anh em bán lại cho mình, để mình làm cái dự án đó. Dự án là làm thành bản đua luôn, bỏ hết này luôn, bích lại hết luôn, bích hết rồi đúc cái bô lên, khỏi gắn biển số luôn, tại mình làm chân mà anh em. Đó, thì bây giờ thấy nó ngon quá thì vẫn để tính, nên cho nên để anh em đi thời gian rồi anh em trải nghiệm, nhiều anh em trải nghiệm rồi anh em trải nghiệm chán xong rồi bán lại cho mình làm cái đó luôn. Tại gần Tết mà không có thời gian mình làm, qua năm anh em trải nghiệm xong là mình làm. Con xe này anh em cực kỳ tiết kiệm luôn nha. Anh em mua cái này về anh em trải nghiệm, để về bữa anh em úp lên phân khối khác, nó rất là tiện lợi. Cái này mình tư vấn thiệt cho anh em. Còn anh em sợ xe rẻ mà không ngon á thì mình bảo hành máy móc cho anh em 3 tháng nha anh em. Có vấn đề trục trặc gì thì bên mình mua lại, hoặc là bên mình sửa chữa cho anh em nếu anh em mong muốn đi tiếp. Và đặc biệt thì xe 50 mấy triệu nó sẽ không có bằng xe 100 triệu, 101, 106 triệu nha anh em. Tại vì nó sẽ có một số chỗ nó đi nhiều phải hao mòn anh em. Hao mòn bắt buộc phải thay. Đó, cái này mình nói trước cho anh em. Nhưng mà anh em mua về thì anh em chạy bao anh em test ha. Không có hư hỏng sửa chữa gì thì bên mình có bảo hành đồ cho anh em. Đó, chủ yếu là mình lấy con xe này về để cho anh em kinh tế ít, người ta vẫn có thể trải nghiệm được.
mà trải nghiệm trong cái sự an tâm, không có phải là trải nghiệm mà không có an tâm đó. Anh em về anh em chơi và mình bán cho anh em gần mình, để vì sao, để vài bữa anh em có quay đầu mình mua được lại, quay đầu tại mình bán rẻ nha anh em, bán rẻ để sau này anh em quay đầu nó rẻ đó. Ví dụ mình bán 70-80, vài bữa anh em quay đầu thu 50-60 sao chịu nổi đó, cho nên giờ bán rẻ luôn, mai mốt anh em quay đầu anh em bán cho mình thu rẻ lại, rồi mình làm dự án đó, mình đúc cái bô lên dưới đây luôn, làm nguyên bộ tem mà Repsol ha, là quá bá cháy luôn, bộ tem Repsol rồi bá cháy luôn, cái này bích lại như trường đua, tháo nếu mà trưng bày là tháo luôn cái này ra luôn, tháo cái này không có để cái này, rồi lên cái kính chắn gió cao rồi nè, đó là nhức nách liền đó. Còn xe rất là đẹp, em có quay vòng cho anh em chuyên nghiệp chiêm ngưỡng ấy đó, quay vòng cho anh em chiêm ngưỡng. Nó đẹp trong tầm giá 50-mấy triệu thôi nha anh em nha. Còn nói mà nó đẹp mà bằng xe 100-mấy triệu thì ai đâu mà mua xe, người ta mua xe 50-mấy triệu hết rồi, ai đâu mua xe 100-mấy nữa đó. Anh em coi, hồi anh em thích thì ra ngoài đó, tầm 50-mấy triệu là con này không có đối thủ nha, 250 nha anh em, không có con nào đẹp qua con này luôn nha. Còn đương nhiên là những xe 100-120-160 thì đương nhiên nó phải đẹp hơn con này rồi, mình nói là trong cái tầm giá 50-mấy triệu thôi nha anh em đó. Rồi anh em là thích xe bự, xe này là khách đã cọc luôn nè, xe này tháo này ra, em trai với Kiên Giang cọc rồi, dép ngàn cọc rồi, để đây, đây. Rồi CB300 nè anh em, CB300 mới luôn, y như xe đập thùng, 84 triệu, đồ chơi đầy đủ nè anh em, kính nè, kính gù đời mới nè đó, có chống đổ nè, em cứ ly từ từ cho anh em coi, ly tới đâu thì bấm vô cái đó, đó bấm vô này, ly này bấm vô này đó, rồi bảo vệ các nước nè, rồi em bấm vô này đó, người ta coi ra rõ khách hàng mình nè. Con này hai chìa khóa zin đầy đủ luôn, con này xe lướt nha anh em, 10.000 cây nha anh em đó, xe nào bên mình cũng có. Rồi ở đây có một cái baga sao nè, để anh em chở đồ. Rồi cái này nè, vàng sơn nè, không có chày xước luôn anh em, mới tinh luôn đó, mới tinh can xà beng luôn, xe can nó sẽ khác anh em đó. 84 triệu anh em trải nghiệm chơi Tết, đầy đủ đồ chơi, khỏi tốn tiền, vỏ là da gai đầy đủ luôn, đầy đủ luôn, quay cho anh em xem nè anh em. Con này có bát biển số gặp ra gặp vô nè, con CBR 250 nè đó nè, hay không, quay qua đây, qua đây lui về phía anh nè đó, gặp ra gặp vô luôn nha, đây nè quay này chứ, đúng rồi đó nè, gặp vô nè, bạc biển số game speed gặp ra gặp vô đó, quá tuyệt vời ha. Xi nhanh sao nè, mở xi nhanh sao cho anh em coi, vô đối trong tầm giá 50-mấy triệu đó. Đó, nước mát rồi là đầy đủ hết, nhớt là đầy đủ hết, không có thiếu gì hết đó. Rồi giờ con này xong ha, chắc mình cũng quay xong rồi. Nói chung là nhông sinh dĩ bố thắng là hoàn hảo, chứ hết mình kiểm tra hết rồi, bố thắng trước là còn 20%, anh em đi khoảng 1-2 ngàn cây nữa thay nha, tại bên mình bán cái này rẻ, bên mình không có thay bố thắng, nhưng mà bố thắng vẫn xài được rất là lâu nha, mình test hết luôn xe nha, anh em muốn chạy thử là qua cho anh em chạy thử rồi mua nha anh em. Mấy xe này chủ yếu là lấy cho anh em trải nghiệm thôi. Rồi giờ quay ra con R15. Rồi đây thêm một con xe mà cho anh em trải nghiệm Tết, một em siêu lướt ha, cho anh em chơi Tết. Con này là lên đồ chơi nhưng mà đồ zin còn đủ luôn nha anh em. Bô kính là gì nữa ta, bô kính đuôi đúng không, bô kính đuôi là còn đủ hết. Thì con này lên đồ chơi gì để đếm cho anh em coi, anh em mua con này đỡ tốn tiền nè, quay qua đây, em qua đây, qua đây mua con này đỡ tốn tiền nè ha. Thứ nhất nè, lên hai cái miếng che chân kính vàng ốc titan là bao nhiêu tiền rồi? Anh em tính con 50 ngàn đi, 100, 200, 300, 400. Rồi vàng ốc titan ha, bây giờ cho anh em coi vàng ốc titan cho đỡ ghiền ha. Đây hai con, đây vàng ốc titan nè đó, đây một vàng ốc titan nè, vàng ốc titan này lên cũng cả triệu anh em. Rồi ốc titan nè, ốc zin còn đủ nha anh em, không thiếu gì nha. Con này là đặc biệt, chủ là còn đủ hết. Đây nè, vàng ốc titan nè, vàng ốc titan, vàng ốc titan đó, quay bên kia nữa, bên kia một vàng ốc titan nữa. Ốc này như 50 ngàn con đúng không, cỡ đó. Ốc thường là ốc nhỏ xíu xíu là đã 30-40 rồi, đúng rồi, ốc bự càng bự là mắc. Bên đây là vàng ốc nè đó, lên cả triệu tiền ốc rồi anh em. Đây nè đó, quay đây nè. Rồi tiếp ra xa. Rồi, mình có nè, thấy không, cái này là vỏ titan rồi, cái
cái này là cái chắn gió, chắn giá độ nè, bảo vệ phuộc nè. Đó, ở đây dưới đây có dàn ốc titan nữa luôn. Titan khắp nơi. Cái này là bảo vệ phuộc nè, rồi bảo vệ các nước titan nữa nè. Đó, bảo vệ các nước titan là mày nãy giờ 4 5 món rồi đúng không? Rồi, tiếp theo là chống đổ nè. Signal LED nè. Đề lên hả? Đó. Nhan LED nè ha. Bình. Đó. Mở hai giác luôn, tại nãy mình quên mở hai giác cho anh em. Rồi. Tiếp, cây bô rất là đẹp nha, cây bô full từ đầu đến đít, bô zin còn luôn. Con này là siêu rẻ luôn nha anh em. Đó. Cây bô từ đầu đến đít luôn. Này nghe đi con. Có tiêu đúng không? Tiếng này tiếng không? Rồi bên đây nè, giá đỡ điện thoại nè. Có giá đỡ điện thoại luôn, nãy giờ mấy món à? 5 6 món, 7 món thì anh nhớ nhiều đó. Rồi ngồi đây là một cái đuôi nè, cái đuôi đút gầm nè nha anh em, đuôi zin còn nha, đuôi đút gầm nè. Đó, này anh em thích có thể đóng vô, thích có thể mở ra, mình trưng bày thì mình gấp vô cho đẹp, còn thích thì mình có thể mở ra, biển số Sài Gòn luôn. Rồi cái gì nữa, à kính gù, bao tay Daytona. Ừ, cặp bao tay Daytona, mà công nhận cặp bao tay này đi nó êm ha, bếp nó êm thì con này à, nhức nách luôn ha, hai chì đầy đủ luôn nha anh em. À, chủ xe vài bữa qua đây kể cái ông chủ xe này dễ thương lắm, mắc cười giận giận ổng, có nghĩa là xe nó có cặp trợ sáng xịn nữa anh em. À đâu rồi, cặp trợ sáng xịn nữa, con này nhiều đồ chơi, mình xin chủ xe để lại cho khách đi. Ổng kêu thôi em bán xe giá rẻ cho anh rồi thì cái này em lấy lại, chừng nào anh tháo ra sẵn đi em lấy cái này lại em đưa cho anh chìa khóa lại còn lại. Nó cho nên không xin được cho anh em. Cặp tool này đã lắm này, tool này mắc tiền mà nó sáng lắm luôn nha, nó nhỏ mà nó sáng, nhỏ mà có vỏ cực kỳ đã cặp này nè. Nhưng mà chủ xe người ta lấy lại tại người ta gắn vô cái xe mới lên đời của người ta, mình cũng thông cảm, tại xe này mình cũng mua của anh em rẻ rồi cho nên mình tháo ra cho anh em rồi mình lấy chìa khóa dự phòng lại là đủ hai chìa đó. Mình mua xe bên mình là nguồn gốc rõ ràng, chơi hết luôn đó. Còn xe này trước là mình mua của một em. Đó, nó dọn lên xe này là không có tai nạn đâm đụng gì nha anh em, chẳng qua nó đi nhiều thôi, nó đi nhiều rồi mình phải bảo trì đồ này nọ thôi, mà xe này mình làm hết rồi, mình bảo trì đồ hết rồi anh em. Đó rồi, ok anh em, vậy thôi rồi còn gì nữa đâu. Đó còn mấy chiếc à, mình sẽ nhập xe lại, anh em có xe bán thì cứ liên hệ cho mình mua hết nha anh em, từ xe nhỏ đến xe lớn mình liên hệ mình mua hết đó anh em, tại vì xe mình nó là anh em dặn hết rồi, với lại mấy anh em up cc á, giống như xe này nè là thằng em nó mua về trải nghiệm, nó tập chạy xong rồi sau này nó up lên con 650, giao xe 650 cho thằng em đó rồi là xong rồi đó, đa số vậy. Mấy con này là con 250 này, mình nói thiệt anh em, chơi là cực kỳ sướng ha, mình đi thời gian xong mình đổi xe mình trải nghiệm, nó đỡ tiết kiệm chi phí. Nghĩ coi bây giờ anh em mua con xe mới 250 là 160 triệu, anh em bán lại được nhiêu, anh em bán lại được 80 triệu là hết cức, là lỗ lần 80 triệu rồi anh em. Còn con xe này anh em có đi thời gian anh em bán lại mình anh em lỗ 10 mấy triệu. Nó ít gì á, nó tiết kiệm tiền trải nghiệm mà vậy đó anh em. Mà anh em yên tâm, mình có bao quay đầu cũng anh em cũng khỏi sợ hư luôn, trừ khi mà anh em đi phá quá thôi. Mà đi phá quá thợ mình biết là đi phá hay không phá anh em. Đó, rồi ok anh em. Vậy thôi chứ còn gì nữa đâu. Chúc anh em năm mới phát tài nha anh em. Rồi ok anh em.